ba, hai, một. Sau chỉ thị, tiếng mìn nổ vang và khối đá rơi xuống trước hàng chục ánh mắt theo dõi. Đẹp luôn. Đúng đấy, ngày 12 tháng 10 năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch cho biết nhận được yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về tình huống khẩn cấp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình vừa cho phá hủy an toàn tảng đá nặng hàng trăm tấn có dấu hiệu nứt ở trên núi đá tại thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch. Cụ thể, trước đó, ông Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sạt lở đá tại tổ dân phố Xuân Tiến, thị trấn Phong Nha liên quan đến việc phát hiện vết nứt núi đá Phong Nha. Hiện trạng vết nứt rộng khoảng 50cm, chiều dài 100m, khối đá có trọng lượng khoảng 300 tấn và có nguy cơ sạt lở rất cao. Nếu xảy ra sạt lở sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến 8 hộ dân và các cơ quan đơn vị trong khu vực, đồng thời ảnh hưởng đến giao thông, hoạt động du lịch trên tỉnh lộ 562. Khu vực núi đá này có địa hình hiểm trở, kết cấu địa chất phức tạp với nhiều vị trí rạn nứt trước đó. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đánh giá nguy cơ sạt lở đá rất cao nên đã ra thông báo khẩn và yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đưa lực lượng đến xử lý tảng đá. Trong tình huống khẩn cấp mà Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình công bố, có phương án theo dõi để di dời, sơ tán các hộ dân trong vùng ảnh hưởng đến nơi an toàn. Riêng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được giao chủ trì phối hợp khảo sát, xử lý sạt lở đá hoàn thành trước ngày 15 tháng 10. Tuy nhiên, ngay trong chiều ngày 12 tháng 10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã khẩn trương xử lý, chọn phương án nổ mìn. Sau khi mìn nổ, tảng đá đã bị phá hủy, đảm bảo an toàn cho những hộ dân cũng như các công trình bên dưới chân núi. 3, 2, 1. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 10 năm 2024, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các bị can để điều tra về các hành vi mua bán người dưới 16 tuổi, giữ người trái pháp luật và dâm ô với người dưới 16 tuổi. Các bị can bị khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi là Nguyễn Văn Đức, 29 tuổi, Nguyễn Văn Tưởng, 24 tuổi, đều ngụ xã Hoàng Phụ, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, và Lê Viết Cường, 34 tuổi, ngụ xã Xuân Phong, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Bị can bị khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi giữ người trái pháp luật là Lê Quang Thái, 26 tuổi, ngụ xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Bị can bị khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi là Vũ Đoàn Duy Khánh, 18 tuổi, ngụ xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa, bị can Nguyễn Văn Đức là chủ quán karaoke G7, địa chỉ tại thôn 1, xã Hoàng Ngọc, huyện Hoàng Hóa. Trong quá trình hoạt động kinh doanh karaoke, bị can Đức đã có hành vi mua bán người dưới 16 tuổi. Khi lực lượng công an tổ chức kiểm tra, phát hiện tại cơ sở của bị can này có tổng cộng 58 cô gái, trong đó có 12 người dưới 16 tuổi được Đức giữ để làm nhân viên phục vụ nhu cầu của khách khi đến quán karaoke. Cũng theo Công an tỉnh Thanh Hóa, để thu hút khách đến quán karaoke, bị can Nguyễn Văn Đức đã tuyển nhiều nhân viên nữ có độ tuổi từ 14 đến 30. Hàng ngày, nhân viên nữ buộc phải ăn mặc hở hang để phục vụ khách. Khi hết giờ làm việc, các nữ nhân viên được đưa vào một khu nhà biệt lập để quản lý, không được tự do đi lại, tự do sinh hoạt. Mọi hoạt động của nhân viên đều bị giám sát, theo dõi chặt chẽ. Hiện vụ án đang được các đơn vị chức năng của Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra. Liên quan đến phản ánh của nhiều hộ dân sinh sống tại hẻm 789, phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh về tình trạng ngập úng, không thông thoát nước trong nhiều ngày. Phóng viên Báo Thanh Niên đã liên hệ Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực thành phố Thủ Đức, gọi tắt là Ban Quản lý Dự án Thủ Đức. Theo đó, đơn vị này đã có công văn phản hồi về vấn đề nêu trên. Cụ thể, Ban Quản lý Dự án Thủ Đức cho biết, khu vực cuối hẻm 789, tỉnh lộ 43, phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức là khu vực trũng, hệ thống thoát nước ra rạch sâu chợ đầu mối nông sản Thủ Đức nhỏ, xuống cấp nên xảy ra tình trạng ngập nước khu vực, quanh nhà dân, ứ động không thể thông thoát trong suốt nhiều ngày. Trước tình trạng trên,
Ban Quản lý Dự án Thủ Đức đã phối hợp cùng Trung tâm Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Thủ Đức và Ủy ban Nhân dân phường Tam Bình kiểm tra hiện trạng và tính toán phương án xử lý nhằm hạn chế tình trạng ngập nước nêu trên, gần nhất vào ngày 1 tháng 10 năm 2024, như đặt máy bơm, khảo sát, nạo vét hạ lưu rạch sâu chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. Trước thông tin về việc triển khai dự án nâng cấp, cải tạo hẻm 789, nhiều hộ dân ở đây mong mỏi và kỳ vọng dự án sẽ sớm triển khai để không còn phải sống trong cảnh lo sợ mỗi khi trời mưa lớn gây ngập khiến cho đồ đạc bị hư hại. Có chứ, cô cũng hy vọng lắm, tại vì ở phường cũng có quan tâm xuống, có xuống cũng nhìn ngó cái khu phố này, hẻm 789 này. Nhưng mà phường có nói rằng là sẽ giải quyết cho thoát nước đồ này kia cho người dân. Phường cũng, người dân cũng mong muốn là phường có thể làm sớm nhất để cho cuộc sống của dân cư đây được yên ổn. Cô nghe là nói tháng 12 nâng đường này kia làm cống, trời nghe mừng quá trời mừng mà không biết chờ hoài. Nói hồi năm rồi á, mà giờ dân chúng đây chờ hoài, chờ mãi. Mà tới năm nay, hô lại tháng 12 này nữa mà không biết là sao. Năm nay là ngập nhiều nữa nè. Mà trông riết mỏi mòn quá cô ơi. Mỏi mòn quá không biết làm sao. Thôi giờ dân chúng đây giờ đi không được nên giờ phải mua xà bằng đồ đổ đại đặng đi. Đi đỡ với chờ biết chừng nào con. Về tiến độ dự án, phía ban quản lý dự án Thủ Đức cho hay, đơn vị đã triển khai các bước khảo sát, lập trình thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án. Khi được Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức bố trí vốn giai đoạn thực hiện dự án để triển khai công tác thi công xây dựng, ban quản lý dự án Thủ Đức sẽ triển khai ngay công tác đấu thầu và tổ chức triển khai thi công xây dựng công trình. Ngoài ra, tuyến hẻm 789, tỉnh lộ 43, khu phố 5, nay là khu phố 15, phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức sẽ được đầu tư lắp đặt cống thoát nước và nâng cao độ với chiều dài tuyến khoảng 192m. Đồng thời, ban quản lý dự án Thủ Đức cho biết, để hạn chế tình trạng ngập nước, ứ động nước nêu trên, thì Trung tâm Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Thủ Đức, Ủy ban Nhân dân phường Tam Bình và Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức cần phối hợp để đầu tư hệ thống thoát nước, nạo vét và khơi thoáng dòng chảy nhằm tăng khả năng thoát nước ra hạ lưu.